Kinh Trường A Hàm, quyển 4. Phần 1. Kinh Du Hành thứ 2, đoạn 3. Lược thuật tiếp giai đoạn Phật nhập Niết Bàn cho tới khi phân chia xá lợi, dựng tháp tôn thờ. Vua Đại Thiện Kiến thầm nghĩ: ta sẵn chứa công đức gì, tôi được điều lành gì mà nay được quả báo nguy nga như thế? Vua lại nhớ rằng nhờ ba nhân duyên mà gây được phước báo đó: một là bố thí, hai là trì giới, ba là thuyền tư. Vua lại suy nghĩ: nay ta đã được thọ hưởng phước báo nhân gian, ta hãy tiến tu thêm về phúc nghiệp thiên thượng. Hãy tự hạn chế lánh chỗ ồn ào, ở chỗ yên tĩnh để tu luyện. Vua liền bảo cho Ngọc Nữ biết ý. Ngọc Nữ vâng lời, ra lệnh cho cả trong ngoài từ nay miễn sự chầu hầu. Vua liền lên pháp điện, ngồi kiết già tư duy về tội ác bất thiện của tham dục. Trong lúc tư duy, với tâm niệm còn có giác có quán thì được ly sinh hỷ lạc, chứng bậc thiền thứ nhất. Tiếp trừ diệt giác quan, trong lòng vui vẻ, nhiếp tâm chuyên nhất. Tiếp trừ diệt giác quán, trong lòng vui vẻ, nhiếp tâm chuyên nhất. Không giác quán thì được định sanh hỷ lạc, chứng bậc thiền thứ hai. Tiếp xả bỏ tướng mừng, nhiếp tâm chuyên nhất, tự cảm thấy có cái vui nhẹ nhàng theo như chỗ hiện thánh mong cầu, rồi cứ giữ gìn một niềm vui đó mà chứng được bậc thiền thứ ba. Tiếp dứt bỏ niệm mừng lo vui khổ, chuyên giữ một niệm thanh tịnh vững dưng, không vui không khổ, xả niệm, chứng bậc thiền thứ tư. Vừa từ giường ngự đứng dậy, ra khỏi lầu vàng, đi đến lầu đại chánh, tu tập về từ tâm, trải lòng từ đầy khắp một phương này, rồi đến một phương khác, bình đẳng vô lượng, để giải trừ sân hận cho chúng sanh. Tâm vua không còn chút ganh ghét, mà trái lại vui điều tĩnh mặc tự nhu, rồi tiếp tu về bi tâm, hỷ tâm, xả tâm cũng như thế. Khi vua sắp mệnh chung, Ngọc Nữ đến tâu: phàm bao nhiêu thứ quý báu đều thuộc về vua, mong ngài tạm lưu ý cùng hưởng vui thú, chớ vội qua đời bỏ dặn dân cô quạnh. Vua đáp: từ trước đến nay người cung phụng ta một cách từ hòa kính thuận, chưa bao giờ có nói lời gì thô lậu, sau này ngươi lại có lời ấy. Ngọc Nữ tâu: chẳng hay lời ấy có gì trái ý vua. Vua nói: ngươi vừa nói các thứ voi ngựa xe cộ, đền đài y phục hào soạng quý báu kia đều vô thường, không giữ gìn lâu được, mà khuyên ta lưu lại thụ hưởng, như thế có hợp chăng? Ngọc Nữ tâu: chẳng hay phải nói thế nào mới hợp. Vua bảo: giả người nói các thứ voi ngựa xe cộ, đền đài y phục hào soạng đều vô thường, không giữ gìn lâu được, mà khuyên ta đừng mê luyến đến làm chi cho lao thần tổn tứ, vì mạng vua chẳng còn bao lâu sẽ qua đời khác. Hễ có sanh tức có chết, có hợp tức có ly, đâu phải sống đời ở đây được. Vậy xin khuyên vua nên gấp cắt đức ân ái để chuyên tâm vào đạo lý. Nếu người nói như thế tức là thuận hợp. Ngọc Nữ buồn khóc nhắc lại lời vua. Một lát sau, bỗng nhiên vua mệnh chung không chút đau khổ, như kẻ tráng sĩ trong một bữa ăn ngon, vừa liền được sanh lên cõi trời Phạm Thiên thứ bảy. Sau khi vua băng 7 ngày, các thứ xe báo, thần châu biến mất, voi báo, ngựa báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, quân binh báo cũng một ngày chết hết. Thành ao đền đài, cây vàng lá ngọc đều biến thành cây đất. Phật bảo: này A Nan, các pháp hữu di đều biến dịch vô thường, chung quy ma diệt. Nhưng kẻ phàm phu cứ tham muốn mãi không cánh, làm cho tiêu tán nhân tâm, mê say ân ái không hề biết đủ. Chỉ người nào có thánh trí, thấy rõ đạo lý mới biết đủ mà thôi. Này A Nan, ta nhớ đã từng 6 lần ta làm chuyển luân thánh dương và bỏ xác tại chỗ này. Nay ta thành ngôi chánh giác, lại cũng muốn bỏ xác tại đây. Từ nay về sau, ta đã dứt tuyệt sinh tử, không còn có chỗ nào là nơi bỏ xác ta nữa.
đây là kiếp cuối cùng, ta không còn thọ sinh trở lại nữa. Này A Nan, ông hãy vào thành Câu Thi Na Kiệt báo tin cho dân chúng dòng Mạt La rằng chư hiền nên biết Như Lai định đến nửa đêm nay sẽ vào niết bàn tại giữa cây sông Thọ trong rừng Sa La. Các ngươi nên kịp thời đến thưa hỏi các điều nghi ngờ và trực tiếp nghe Phật chỉ dạy để sao khỏi hối hận ăn năn. A Nan vâng lời, buồn khóc ra đi, dắt theo một tỳ kheo khác. Khi vào thành, gặp 500 Mạt La nhân có chuyện đang họp cả một chỗ. Họ thấy A Nan đến, đều đứng dậy chào hỏi rồi đứng về một bên và bạch rằng: không hiểu tôn giả có việc gì mà phải vào thành lúc trời sắp tối thế này. A Nan rơi lệ, vừa nói: ta vì ích lợi các ngươi, đến tin các ngươi hay, Đức Như Lai đến nửa đêm nay sẽ vào niết bàn. Các ngươi nên kịp thời đến thưa hỏi những điều hoài nghi để sao khỏi ăn năn. Vừa nghe xong, bọn Mạt La cất tiếng kêu than, vật vã xuống đất. Có người ngất đi tỉnh lại. Ví như cây lớn khi tróc gốc thì các nhánh đều đổ gãy. Họ đồng than: Phật diệt độ làm sao mau quá, Phật diệt độ làm sao mau quá. Còn mắt thế gian mà diệt mất thì chúng sanh bị suy bại lâu dài. A Nan an ủi họ: thôi các người chớ buồn, trời đất muôn vật hễ có sanh đều có chết. Muốn cho pháp hữu vi tồn tại mãi là điều không thể có được. Phật há chẳng dạy có hợp tất có ly, có sanh tất có diệt đó sao? Các Mạt La bảo nhau về nhà, đem cả quyến thuộc và 500 khổ vải trắng, chiều hôm đó ra khỏi thành cùng đi đến rừng Sa La, tới chỗ A Nan. A Nan vừa trông thấy bóng họ, nghĩ thầm: nếu để cho mỗi từng người vào ý kiến Phật, chắc không khắp được. Đức Như Lai sắp diệt độ rồi, ta nên bảo họ trước đêm nay đọc một lượt đến bái yết Phật. A Nan liền dắt 500 Mạt La và quyến thuộc đồng đến trước Phật đảnh lễ và bạch rằng: này có các Mạt La tên Mổ Mổ và quyến thuộc, xin thăm hỏi Đức Thế Tôn nằm ngồi có tăng giảm gì không? Phật dạy: phiền các ngươi đến thăm, ta chúc cho các ngươi sống lâu vô bệnh. Tiếp Phật dạy cho họ đạo lý vô thường và các điều ích lợi vui mừng. Nghe pháp xong, các Mạt La ai nấy vui mừng, liền đem 500 khổ vải trắng dâng Phật. Phật thụ lãnh, các Mạt La đảnh lễ Phật rồi lui ra. Lúc đó trong thành Câu Thi có một vị phạm chí tên Tu Bạc, là bậc kỳ cựu đa trí, đã 120 tuổi. Nhân nghe Đức Sa Môn Cù Đàm đêm nay sẽ diệt độ tại giữa cây sông Thọ, ông tự nghĩ: ta có điều hoài nghi về giáo pháp, chỉ có Đức Cù Đàm mới thấu ý ta, ta nên kịp thời gắng đi đến Phật. Ngày đêm ấy, ông gắng ra khỏi thành, đi đến sông Thọ. Khi đến nơi, ông đến chào A Nan và thưa: tôi nghe Đức Cù Đàm sắp vào niết bàn đêm nay, nên đến đây mong được bái yết một lần. Tôi có điều hoài nghi về giáo pháp, mong được Cù Đàm giải quyết cho. Vậy ngài có được khỏe cho tôi vào bái yết không? A Nan bảo: thôi đừng Tu Bạc, Phật đang có bệnh không chịu nhọc nổi đâu. Tu Bạc cố nài xin đến 3 lần. Tôi nghe Đức Như Lai ra đời như qua ưu đàm rất lâu mới xuất hiện, nên đến đây mong được bái yết. A Nan cũng vẫn trả lời như trước. Phật nghe được bảo A Nan: ông chớ ngăn đón, để cho ông ấy vào. Ông muốn giải nghi thì không phiền nhọc gì. Nếu nghe được pháp của ta, ắt được giải thoát. A Nan liền bảo cho Tu Bạc vào. Ông Tu Bạc được vào, chào hỏi Phật xong, ngồi một bên và bạch Phật: tôi có điều hoài nghi về giáo pháp, chừng ngài có khỏe giải quyết cho không? Phật dạy: ngươi được phép hỏi tùy ý. Tu Bạc hỏi: có những giáo phái khác, họ tự xưng bậc thầy như các ông Phú Lan Ca Diếp, Mạc Giá Lê Kiều Xá Lê, A Tỳ Đa Si Xá Khâm Bà La, Ba Phù Ca Chiên Viên, Tán Nhã Tỳ Gia Lê Tử, Ni Kiện Tử, vân vân. Những thầy đó đều có giáo pháp riêng, Đức Sa Môn Cù Đàm có biết hết hay không? Phật đáp: thôi thôi khỏi nói, những giáo pháp ấy ta đều rõ cả. Nay ta sẽ vì ngươi nói đến pháp thâm diệu, ngươi hãy lắng nghe và khôn khéo suy nghiệm.
Này Tu Bạc, trong giáo pháp nào nếu không có pháp bát chính đạo, thời không có quả vị sa môn thứ nhất, thứ nhị, thứ ba, thứ tư. Còn trong giáo pháp nào có pháp bát chính đạo, thời có quả vị sa môn thứ nhất, thứ nhị, thứ ba, thứ tư. Nay trong giáo pháp ta có pháp bát chính đạo, nên có bốn quả vị sa môn ấy. Trái lại trong pháp ngoại đạo không có. Phật dạy tiếp bài kệ: Ta 29 tuổi xuất gia tìm chính đạo. Từ khi ta thành Phật đến nay 50 năm. Các hành, giới, định, tuệ tự ta suy nghĩ lấy. Nay ta giảng pháp yếu, ngoại đạo không sa môn. Này Tu Bạc, nếu các tỳ kheo lo nhiếp tâm tu hành thời cõi thế gian này, quả vị A-la-hán không tuyệt nhất. Sau đó Tu Bạc thưa với A-nan: Những người đã tu hành và hiện đang tu hành theo công đức sa môn Cù Đàm đều có lợi ích ư? A-nan đáp: Nay ông muốn tu hành theo Đức Như Lai cũng được lợi ích. Tu Bạc nói: Tôi vừa được diện kiến Đức Như Lai để hỏi các điều nghi ngờ, và cũng được ích lợi lắm. Đức Như Lai vừa dùng lối thụ ký đệ tử mà thụ ký cho tôi. Tu Bạc liền trở lại bạch Phật: Tôi nay có được phép dự vào giáo pháp Như Lai xuất gia thọ giới cụ túc không? Phật dạy: Này Tu Bạc, nếu có kẻ dị học phàm chí muốn dự vào giáo pháp của ta để tu hành, phải được thử qua 4 tháng để xét coi hành vi họ, chí nguyện, tánh nết họ. Nếu thấy đủ các oai nghi, không điều gì thiếu sót, mới cho phép thọ cụ túc giới ở trong giáo pháp ta. Tuy vậy, còn tùy tại hành vi của mỗi người. Ông Tu Bạc lại bạch Phật: Nay tôi có thể phục dịch 4 năm ở trong Phật Pháp, khi đủ các oai nghi mới xin thọ cụ giới. Phật dạy: Như trước ta đã nói, cốt yếu là tại hành vi của mỗi người. Ngay trong đêm đó, ông Tu Bạc được xuất gia thọ giới, thanh tịnh tu hành, tự mình chứng ngộ ngay trong hiện tại, dứt hết sanh tử, thành tựu phạm hạnh, viên mãn việc làm, phát sinh trí tuệ như thật, không còn bị tái sinh. Lúc gần nửa đêm, ông đã chứng quả A-la-hán và diệt độ trước Phật. Ông là đệ tử cuối cùng của Phật. Nãy giờ A-nan đứng hầu sau Phật, không tự ngăn nổi bi cảm nên dỗ dượng than khóc rằng: Đức Như Lai diệt độ làm sao mau quá, đại pháp chìm lặng làm sao mau quá, còn mắt thế gian diệt mất thì chúng sanh suy đọa lâu dài. Ta nhờ ơn Phật xuất gia, nay chỉ mới được lên bậc học địa, tu nghiệp chưa thành mà Như Lai đã diệt độ. Khi ấy Đức Thế Tôn dù đã biết mà cố hỏi: A Nan tỳ kheo đâu rồi? Các tỳ kheo bạch Phật: A Nan đang buồn khóc ở sau lưng ngài. Phật dạy: Thôi thôi A Nan, chớ có buồn phiền than khóc. Từ trước đến nay, ngươi hầu hạ ta với cử chỉ tự hòa, ngôn ngữ kính ái và tâm niệm quan hỷ thủy chung như một, không sao kể xiết. Ấy là ngươi đã cúng dường ta, công đức ngươi rất lớn. Nếu có sự cúng dường nào của chư thiên, ma phạm, sa môn, bà la môn cũng không sao sánh bằng được. Ngươi hãy siêng năng lên, ngày thành đạo của ngươi không lâu nữa. Này các tỳ kheo, đệ tử hầu hạ chư Phật quá khứ cũng chỉ như A Nan, đệ tử hầu hạ chư Phật vị lai cũng chỉ như A Nan. Nhưng đệ tử hầu hạ của chư Phật quá khứ, Phật có dạy mới biết, còn A Nan thì Phật vừa đưa mắt đã biết Phật cần muốn gì. Đó là điều hy hữu của A Nan, các ông nhớ lấy. Chuyển luân thánh dương có 4 điều kỳ lạ ít có, là khi thánh dương đi, khi thánh dương đứng, khi thánh dương ngồi và khi thánh dương nằm, quốc dân đều đến bái yết. Được thấy vua họ vui mừng, được nghe vua họ vui mừng. Họ trông ngắm dung nhan vua không biết chán. A Nan cũng có 4 điều kỳ lạ, là khi A Nan lặng lẽ đi vào chúng tỳ kheo, khi A Nan vào chúng tỳ kheo ni, khi A Nan đi vào chúng ưu bà tát, khi A Nan đi vào chúng ưu bà di. Nơi nào được trông thấy A Nan cũng vui mừng, được nghe A Nan thuyết pháp cũng vui mừng. Họ trông nhìn nghi dung và lời nói A Nan thuyết pháp không biết chán. A Nan cung kính bạch Phật: Các sa môn khắp nơi gồm những vị kỳ cựu đa văn, thấu hiểu kinh luật, đức hạnh thanh cao, thường đến bái yết Phật, dần đó được lễ kính,
và gần gũi hỏi han. Nhưng sau khi Phật diệt độ rồi, họ không đến nữa. Tôi không còn biết hỏi ai nữa. Làm sao? Phật dạy: người chớ lo, các đệ tử sẽ có bốn chỗ tưởng nhớ. Một, tưởng tới chỗ Phật sanh, rồi sanh lòng luyến mộ, nông nã muốn thấy, nhớ mãi không quên. Hai, tưởng tới chỗ Phật thành đạo. Ba, tưởng tới chỗ Phật chuyển pháp luân đầu tiên. Bốn, tưởng tới chỗ Phật vào niết bàn, rồi sanh lòng luyến mộ, nông nã muốn thấy, nhớ mãi không quên. Này A Nan, sau khi ta diệt độ, các đệ tử dù nam hay nữ, hãy nhớ tới khi Phật giáng sinh có những công đức như thế nào, khi Phật đắc đạo có những thần thông như thế nào, khi Phật chuyển pháp luân có những sự hóa độ như thế nào, khi Phật diệt độ có những di huấn như thế nào. Rồi mỗi người đi đến bốn chỗ đó kinh hành, kính lễ, dựng chùa tháp cúng dường, thì khi chết đều được sanh lên cõi trời, chỉ trừ người đắc đạo. Này A Nan, sau khi ta diệt độ, có các người dòng họ Thích đến cầu đạo, hãy nhận cho họ xuất gia thọ giới cụ túc, chớ để lâu. Những người phạm chí dị học đến cầu đạo cũng nhận cho xuất gia thọ giới cụ túc, chớ có để thử qua một tháng. Vì những người kia vốn có học sẵn các luận thuyết khác, nếu để lâu thì các kiến giải sai lầm trước của họ sẽ phát sinh lại. A Nan lại bạch Phật: sau khi Phật diệt độ, có những tỳ kheo xiển nô tự chuyên ương ngành, phải đối xử với họ cách thế nào? Phật dạy: sau khi ta diệt độ, nếu có hạng tỳ kheo xiển nô không tuân quay nghi, không chịu giáo huấn, các ông hãy chung nhau xử trị theo phép Phạm Đạt, là truyền hết các tỳ kheo, không ai được cùng nói chuyện, cùng tới lui chỉ dẻ giúp đỡ ông tỳ kheo xiển nô ấy. A Nan lại bạch Phật: sau khi Phật diệt độ, có kẻ đàn bà con gái đến thụ giáo thì làm sao? Phật dạy: chớ cho gặp. Giả sử phải gặp thì làm sao? Chớ cùng nói chuyện. Giả sử phải cùng nói chuyện thì làm sao? Hãy lo thu nhiếp tâm ý. Này A Nan, người chớ nghĩ sau khi ta diệt độ, các ngươi mất chỗ nương tựa, không ai che chở. Nên biết những giáo pháp mà ta đã dạy từ khi thành đạo đến nay là chỗ nương tựa, che chở các ngươi đó. Này A Nan, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo tùy nghi bỏ các giới cấm nhỏ hoặc. Hãy lễ độ và hòa thuận trên dưới với nhau. Đó là pháp kính thuận của người xuất gia đó. Này các tỳ kheo, đối với Phật, Pháp và chúng tăng, đối với chánh đạo, các ông có điều gì hoài nghi nữa không? Nên kịp thời hỏi han để sao khỏi hối hận ăn năn. Các tỳ kheo đều lặng thinh. Phật dạy câu ấy lần thứ hai, các tỳ kheo vẫn lặng thinh. Phật lại dạy: nếu các ngươi e thẹn không dám hỏi, hãy nhờ các vị hiểu biết giúp cho. Các tỳ kheo cũng vẫn lặng thinh. Ông A Nan bạch Phật: tôi tin trong đại chúng ai nấy đều đã có lòng tin thanh tịnh, không một ai còn hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng và chánh đạo nữa. Phật dạy: A Nan, ta cũng biết trong chúng này, dù một vị tỳ kheo nhỏ cũng thấy được dấu đạo, không còn đọa vào đường ác, chỉ trải qua 7 lần sanh lại cõi dục này để tu hành là dứt thống khổ. Đức Thế Tôn liền thụ ký cho 1.200 đệ tử hiện chứng và sẽ chứng được đạo quả. Đức Thế Tôn lại trạc dây áo Quốc Đa La Tăng, đại y, để lộ cánh tay kim sắc, bảo với các tỳ kheo: các ông nên biết Như Lai mỗi khi xuất thế như Quá Ưu Đàm Bát lâu lắm mới hiện một lần. Thế nên các tỳ kheo chớ có buông lung. Ta chính nhờ không buông lung mà được thành chánh giác. Vô lượng điều lành toàn nhờ không buông lung mà có được. Hết thảy vạn vật đều vô thường. Đó là lời dạy cuối cùng của Như Lai. Các ông nên nhớ. Phật liền vào định sơ thiền, rồi từ định sơ thiền ra, vào định nhị thiền, từ định nhị thiền ra, vào định tam thiền, từ định tam thiền ra, vào định tứ thiền, từ định tứ thiền ra, vào định không xứ, từ định không xứ ra, vào định thức xứ, từ định thức xứ ra, vào định vô sở hữu xứ, từ định vô sở hữu xứ ra, vào định phi phi tưởng xứ, từ định phi phi tưởng xứ ra,
vào định diệt thọ tưởng. Thế vậy ông A Nan hỏi A Na Luật: Đức Thế Tôn đã vào Niết Bàn chăng? A Na Luật nói: Chưa, Đức Thế Tôn hiện đang ở trong định diệt thọ tưởng. Tôi lúc trước được gần Phật nghe rằng khi Phật từ định tứ thiền ra mới vào Niết Bàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn lại từ định diệt thọ tưởng ra vào định phi phi tưởng, từ định phi phi tưởng ra vào định vô sở hữu, từ định vô sở hữu ra vào định thức xứ, từ định thức xứ ra vào định không xứ, từ định không xứ ra vào định tứ thiền, từ định tứ thiền ra vào định tam thiền, từ định tam thiền ra vào định nhị thiền, từ định nhị thiền ra vào định sơ thiền, rồi lại từ định sơ thiền ra lần lượt đến định tứ thiền, rồi từ định tứ thiền ra Phật vào Niết Bàn. Ngay lúc đó cõi đất rung động, trời người kinh hoàng, những chúng sanh ở chỗ tối tăm không có ánh trăng mặt trời đều được chói sáng mà trông thấy lẫn nhau, và bảo nhau: Người kia xin đến đây, người kia xin đến đây mới có ánh sáng chiếu khắp như thế, hơn cả ánh sáng của chư thiên. Bấy giờ trời Đao Lợi ở giữa hư không dùng qua Mạng Đà La, qua Ưu Bát, qua Bát Đầu, qua Câu Vật, qua Phân Đà Lị và Bột Hương Kiên Đàng